Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle nha. Thì hôm nay bên em vừa về một cái mẫu xe mới. Thì cái video này em làm ra để nói sơ về cái cấu hình của mẫu xe này để cho mọi người tham khảo cấu hình của con xe này nha. Thì đây là mẫu Kawamura. Thì dòng này là cái tên là mọi người cũng biết là cái thương hiệu của nước nào rồi đúng không ạ? Thì mẫu này là thương hiệu của Nhật. Đó, ở đây thì cũng có một cái tem xuất Nhật nè. Tem này thì không cạo ra được. Đó. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết cấu hình của cái xe này nha. Đầu tiên là phần bánh đi ha. Phần bánh thì sử dụng vỏ của Kenda nha mọi người. Vỏ này thì là 700 nhân cho 28C. Đó. Rồi, ở dưới đây thì chúng ta có một cái vành nhôm hai lớp nè. Vành này cao thì 3 phân nha. Van thì van rùi Pháp luôn. Đó. Rồi. Phía dưới thì có một cái đùm của Zoytec. Đó. Trên này thì có một cái thắng nha mọi người. Thắng này thì tiếc một cái là nó không có tên. Thì nãy em có tham khảo sơ qua cấu hình rồi. Nếu mà cái thắng này nó có tên nữa thì quá ok luôn. Không cần, chỉ cần của Radius hay là Techo thì là quá tuyệt vời luôn rồi. Nhưng mà cảm giác thắng của xe này thì cũng khá là tốt. Đó. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Rồi, trên này có một tay, hai tay đề của Shimano nha mọi người. Bên này là 3 đĩa, phía này là 8 líp. Rồi, phía dưới này thì là dò dĩa của Shimano nè. Đó, 3 tầng nha, này em có nói đó. Khung này thì là khung nhôm alloy 6061. Khung nhôm này thì cực kỳ nhẹ, cực kỳ bền nha mọi người. Phần phục này thì sử dụng phục thép nè. Đó. Phần phục này nha, sử dụng phục thép. Rồi, ở phía sau thì chúng ta có một cùi đề của Shimano Ates. Đó, rồi một cái clip của Shimano Ates. Clip này thì có 8 tầng. Rồi. Trên này thì cọc yên nè, với yên thì cũng có in khắc cái logo của Kawamura này luôn, gắn trên cọc yên này luôn. Đó. Một cái điểm đáng tiếc của cái xe này á thì nếu như ở phần cọc yên này mình có khóa mở nhanh thì tuyệt vời hơn, nó sẽ tiện lợi hơn, mọi người cân chỉnh sẽ ok hơn. Nhưng mà thường thường thì ít có ai mà hay chỉnh cốt yên, nhưng mà em nghĩ nếu mà được thì sẽ ok hơn ha. Rồi, thì tổng quan cái xe này lại thì em sẽ tóm tắt những cái ưu điểm của xe này để cho mọi người tham khảo nha. Thì ưu điểm đầu tiên là dòng này được sử dụng 5 món của Shimano, đó là gạt đĩa nè, gạt clip nè, rồi đùi đĩa, clip với lại tay đề. Thì nó trang bị nhiều như vậy thì xe nó sẽ ok hơn. Rồi, điểm thứ hai nổi trội là khung nhôm 6061. Rồi, vành nhôm hai lớp. Đó. Rồi, giá của con này đang có giá là 6.390.000 nha mọi người. Thì nếu mà anh chị nào tham khảo cái video này mà thấy cái xe nó ưng ý với tài chính cũng như là cái gu thẩm mỹ của mình thì có thể liên hệ ngay vào bộ phận kinh doanh của Tâm Đức Cycle nha. Rồi, video này em xin kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.